Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Ngày hôm nay thì nhân vật chính của mình không phải là hai chiếc smartphone này đâu, mà chỉ là một cái thôi, đó là XS ở bên này. Có rất là nhiều bạn đã băn khoăn rằng là khi mà lựa chọn những mẫu iPhone cũ của năm 2018 với XS, với XS Max thì đều có những cái điểm nổi bật mà không biết là nên chọn chiếc máy nào. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ ra cho các bạn những lý do khiến cho chiếc iPhone XS nó đáng mua hơn chiếc iPhone XS Max nhá. Ok, và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo chiếc iPhone XS hay là XS Max chẳng hạn thì các bạn cũng có thể click vào bên dưới phần mô tả của video này để chúng ta đến với trước cửa hàng của Di Động Việt nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần mức giá. Chắc chắn rồi, tùy vào cái phiên bản cấu hình khác nhau như kiểu là máy Lineal hay là với máy VNA thì mà giá của chiếc iPhone XS và XS Max thì nó cũng sẽ có sự chênh lệch khác nhau. Và đương nhiên là XS thì nó sẽ rẻ hơn rồi. Mình có coi thử giá của mẫu iPhone XS 256GB Lineal và XS Max 256GB Lineal thì đang có sự chênh lệch nhau khoảng là gần 3 triệu đồng. Thế nên là tự nhiên tiết kiệm được một khoảng 3 triệu đồng thì cũng đáng cân nhắc đấy, đúng không? Rồi tiếp đến về phần kích thước thì iPhone XS thì nó sẽ có kích thước nhỏ gọn và dễ thao tác. Cụ thể thì XS sẽ có màn hình là 5.8 inch giúp cho người dùng có thể dễ dàng thao tác hơn, đặc biệt là với thao tác bằng một tay chẳng hạn. Với các bạn nữ cũng thế, với XS thì nó sẽ vừa trong lòng bàn tay các bạn hơn so với cái màn hình lên tới tận là 6.5 inch như thế này. Tiếp nữa, có một cái điểm nữa trên XS Max liên quan đến phần kích thước và cái tổng thể trọng lượng của nó, đó là XS thì nó sẽ nhẹ hơn so với XS Max. XS thì có trọng lượng rơi vào khoảng là 177g, trong khi đó thì XS Max nó sẽ lên tới tận 208g cơ. Trọng lượng nhẹ thì sẽ khiến cho các bạn có thể sử dụng máy trong khoảng thời gian dài mà không lo bị mỏi hay bị đau tay. Về lâu về dài thì nó cũng sẽ tốt hơn cho tay của chúng ta, đúng không? Đặc biệt là với trọng lượng nhẹ như này thì nó sẽ phù hợp với những bạn nữ yếu đuối và cả những bạn nam yêu thích sự nhẹ nhàng. Thế nên là đây cũng là một trong những điểm cộng của XS hơn hẳn so với XS Max rồi. Tiếp đến về phần màn hình thì màn hình trên cả hai chiếc máy này thì nó cũng chả có điểm gì khác biệt nhau cả. Với XS và XS Max thì chúng ta đều có màn hình OLED Super Retina, có cùng một độ điểm ảnh cũng như là độ tương phản. Khác một chút thì với iPhone XS chúng ta có màn hình là 5.8 inch, độ phân giải của nó sẽ rơi vào là 1125x2436 pixel. Còn trên XS Max thì nó sẽ là 1242x2668 pixel. Thì đương nhiên rồi, với cái màn hình to hơn thì cái độ phân giải của nó cũng sẽ phải thay đổi để cho phù hợp, cũng như là nó sẽ đảm bảo cái chất lượng hiển thị không bị ảnh hưởng rồi. Và nói chung thì với cái màn hình trên XS thì các bạn có thể thoải mái xem phim, video, chơi game. Màu sắc thì lúc nào cũng rất là sống động và nhảy sắc nét rồi. Tiếp đến về phần cấu hình thì bởi vì hai chiếc máy này mà cùng ra mắt cùng một thời điểm, thế nên là cấu hình của nó cũng sẽ tương tự nhau. Cả hai thì đều là flagship của Apple cũng như là thế giới smartphone trong năm 2018. Thế nên là những trang bị của nó là những trang bị hàng đầu ở thời điểm đó rồi. Và sau hơn một năm thì với con chip Apple A12 Bionic thì vẫn dư sức cho XS có thể cơn mọi tác vụ, kiểu lướt web, xem phim, YouTube thì đương nhiên rồi, mượt mà nhanh chóng không phải lo. Còn với game nặng điển hình hiện nay như với PUBG Mobile thì các bạn vẫn có thể cài đặt được matchmaking với mức là HDR và FPS là cực độ. Nói chung là chơi game không phải lo đến chuyện giật lag hay gì cả, vân vân. Tiếp đến về phần camera thì camera nó cũng sẽ y xì nhau thôi. Chúng ta sẽ có hệ thống camera kép giống nhau đến từ camera selfie nữa. Nói chung là cái camera này thì nó cũng sẽ được cải thiện hơn so với cái thế hệ trước đó là iPhone X. Chúng ta mặc dù vẫn chỉ là cái dòng camera kép thôi, nhưng cái cảm biến 12 megapixel ở phía sau này nó đã được làm mới với kích thước lớn hơn. Thêm vào đó thì khẩu độ cũng sẽ tốt hơn, giúp cải thiện những cái khả năng chụp hình trong điều kiện thiếu sáng chẳng hạn. Thêm vào đó là các bạn cũng có thể chụp ảnh xóa phông này, sau đó thì có thể điều chỉnh độ mờ. Tiếp nữa là với iPhone XS thì chúng ta cũng sẽ có cái tính năng Smart HDR nhờ vào con chip Apple A12. Nó cho phép các bạn chụp những bức ảnh này, sau đó thì chọn ra những bức ảnh tốt nhất. Chất lượng ảnh chụp của những chiếc iPhone thì mình cũng không phải nói nhiều rồi, luôn cho các bạn những bức ảnh rất là sắc nét và màu sắc chân thực. Thêm vào đó thì camera này cũng sẽ cho các bạn khả năng quay video 4K với 60 frame trên giây và những cái khả năng như kiểu là chống rung, giúp cho các bạn có thể quay được những cái video rất là mượt mà và chuyên nghiệp. Còn ở phía trước đây chúng ta sẽ cùng có camera selfie với độ phân giải là 70 megapixel. Nói chung là camera này dư sức để cho các bạn có thể chụp ảnh selfie, thêm vào đó là các bạn có thể chụp ảnh chân dung, xóa phông, các thứ vân vân này. Ngoài ra với XS và XS Max thì chúng ta sẽ có một vài những cái điểm tương đồng nhau như kiểu là cùng có mở khóa bằng Face ID này, chúng ta sẽ có IP68, chúng ta sẽ có iOS để cập nhật lâu dài. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã điểm qua cho các bạn những cái lý do mà khiến cho chiếc iPhone XS này nó đáng mua hơn chiếc iPhone XS Max nhá. Bởi vì sao? Chúng ta vẫn có những cái trải nghiệm tương tự giống nhau, hơn nữa thì mức giá nó lại mềm hơn. Tội gì mà không chọn XS, đúng không? Và các bạn đánh giá sao về sản phẩm này và các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào, thế cùng mình lấy ý kiến ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.